Dạ vâng, em xin chào cô chú, chào anh chị em đã quay trở lại với kênh chuyên review đồng hồ chính hãng của em Khanh. Và hôm nay mình em khá là may mắn khi về được một cặp Omega Hau Vision, cái phiên bản máy 9003 cũng rất là khủng của nhà Omega. Cặp này của em thì thực sự là về tình trạng là hàng trưng bày gần như là chưa qua sử dụng anh em nhé, gần như chưa qua sử dụng và còn rất là mới, chưa hề sửa ba đánh bóng gì cả. Đấy. Với chiếc đệm thép này còn là date tháng 8 2023 này. Đấy, còn em thì ra này là 2022 tháng 5. Tuy nhiên thì anh em nhìn thấy luôn này, cái dây new của em nó này, thực sự là nó rất là mới. Đấy. Có thể đã được đeo nhưng mà được đeo rất là ít nha anh em. Đấy, chốc nữa em sẽ lên chi tiết từng chiếc cho anh em. Đấy, và đây là sổ thẻ của em nói anh em nhé. Hộp thì chúng ta sẽ được tất nhiên là trang bị một cái hộp gỗ đời mới như này rồi. Đấy. Hộp sổ và thẻ. Đấy, dòng đời mới này thì hãng người ta chỉ ra 2 thẻ thôi, không còn 3 thẻ những cái đời trước nữa. Chúng ta sẽ có cái thẻ International Warranty, tức là thẻ bảo hành toàn cầu. Em này với cái date là tháng 5 năm 2022 và có sử dụng của máy KB 9003, một cỗ máy phải nói rất là khủng khiếp. Chốc nữa em sẽ quay chi tiết cỗ máy để cho anh em cùng xem. Cỗ máy này thì chúng ta là máy đời mới rồi, cho nên là nó sẽ có tất cả các cái công nghệ đời mới của Omega. Đấy, ví dụ vành đọc silicon 14 này, và kính sapphire này, mức chống nước là 100m này, bảo hành toàn cầu 5 năm, có bộ máy chạy đạt chuẩn COSC này, công nghệ Quad Seal này, có vang authentic này. Đấy, và rất là nhiều công nghệ khác. Với 5 năm bảo hành toàn cầu thì chiếc này sẽ được bảo hành toàn cầu đến tháng 5 2027 anh em nhé. Đấy, yên tâm sử dụng, còn bảo hành thì hãng lo. Tiếp tục, đây là thẻ của chiếc dây thép. Đây là thẻ của chiếc dây thép này. Chiếc này thì siêu mới rồi, tháng 8 2023. Đấy, và chiếc này chúng ta cũng được 5 năm bảo hành toàn cầu. Đấy, và sẽ được bảo hành toàn cầu đến tháng 8 2028 anh em nhé. Đấy, quanh taxi 4 này. Và các cái máy móc thì là giống nhau, không khác gì cả. Chỉ khác là một chiếc dây thép và một chiếc dây da. Thì chiếc dây thép này nó sẽ đắt hơn chiếc dây da này 3 triệu. Đấy, chiếc dây thép này mình em đang giao lưu là 84 triệu anh em nhé. Còn dây da là 81 triệu. Giá cũng rất là hợp lý ở cái thời điểm hiện tại. Đây, em sẽ có lẽ em lên chiếc dây thép này trước đi. Về chiếc này thực sự là nhìn nó rất là mới, rất là đẹp. Cả hai chiếc này thì tình trạng đều là chưa sửa ba và nguyên bản hết 100% anh em nhé. Bảo hành thì hãng thì còn dài 4 đến 5 năm. Thực sự rất là thoải mái. Chiếc này thì nó cũng gần như là siêu lướt luôn nhé, rất là mới. Sẽ có một số vài vết xước răm rất là nhỏ ở cái phần niềng, bởi vì niềng em này hãng người ta làm kiểu đánh bóng. Đây anh em nhìn thấy này, cái phần bóng này thì nó sẽ rất là dễ xước. Đấy, sẽ có một số vết xước này gọi là xước lông mèo thôi. Đấy, thực sự cái phần này á, anh em cần ấy, yêu cầu ấy, thì bên em sẽ sửa ba cho nhá. Còn không thì bên em sẽ để như vậy. Đây, sửa ba cái này thì chỉ cần phớt nhẹ qua một cái thôi là nó lại như mới thôi. Đấy, cái này thì em đang muốn để nguyên bản. Anh em thích mới em sẽ sửa ba, còn không thì thôi. Dây là nguyên bản này, dây còn rất là đẹp này. Đấy, dây người hãng người ta làm kiểu như này thì nó sẽ giấu được các vết xước. Đây, không nhìn thấy được vết xước luôn, đẹp. Đấy. Cái size của chiếc này là size 42mm và độ dày là khoảng 14.5mm. Với cái size và độ dày này nó sẽ phù hợp cho anh em cổ tay từ 17cm trở lên là đẹp nhất. Còn nếu mà đeo cố thì 16.5 vẫn có thể đeo cố được anh em nhé. Còn mà đẹp nhất là 17 trở lên. Đấy. Kim dây của chúng ta đang chạy góc 9 giờ. Còn kim dài này và cái kim ngắn này là kim phút, kim giờ và kim dây của chức năng Tunnel Wrap. Đấy. Đây, khi em bấm hoạt động chức năng Tunnel Wrap thì bắt đầu nó chạy ở đây. Đấy. Một cái thiết kế phải nói nó khá là
nó khá là đẹp và thể thao của cái dòng Haovision. Haovision cũng thuộc cái dòng The View thì gần như là mọi người quen với các cái thiết kế nhẹ nhàng và thanh lịch kiểu kiểu classic rồi. Đấy, tuy nhiên thì hãng đã ra một cái phiên bản cho Wrap nó rất là thể thao, gần như là nó khác biệt hoàn toàn so với những dòng The View tiền nhiệm. Đấy, cho nên là cũng rất là đẹp và ấn tượng với cái thiết kế này. Đây. Đây em sẽ quay mặt sau cỗ máy của em nó cho anh em cùng ngắm nhìn nhé. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ được trang bị cỗ máy Calibre 9300 với rất là nhiều chi tiết. Cỗ máy này thì được trang bị lên đến 54 chân kính em nhé. Đây. Đây chúng ta sẽ trang bị 54 chân kính này. Đấy, và sẽ có tất cả các công nghệ ví dụ như Coulomb Well này. Đấy, và ba lần Well nữa này. Cỗ máy sẽ có 28.800 tấn số động anh em nhé. Và thời gian tích cót của chiếc này là sấp xỉ 60 giờ. Đấy, máy chạy đạt chuẩn Sonomaster. Chạy rất là chính xác, bền bỉ và thực sự là cái điểm mà đắt giá nhất từ cỗ máy này có lẽ là cái thiết kế, cái độ hoàn thiện rất là tinh xảo và cực kỳ đẹp. Đấy. Đây, anh em nhìn thấy này, cái cỗ máy này. Nhìn rất là đã. Chúng ta sẽ có chuyện vành tóc Silicon 14 ở đây anh em nhé. Mức chống nước 100m này. Cái bộ dây của chiếc này cũng rất là thích. Ở phần khóa này chúng ta sẽ có một cái móng ngựa được làm bằng vàng hồng 18K anh em nhé. Đấy. Đấy. Còn bây giờ sẽ trên tay để cho anh em cùng ngắm thử chiếc này. Chiếc này đang có giá, nếu mà anh em mua new ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 180 triệu. Rất là cao, dây thì còn dài thoải mái anh em nhé. Dây chiếc này còn dài thoải mái. Đây thì đang trên tay, cổ tay của em là 16.5. Với cổ tay của em nghĩ là vẫn có thể đeo được. Đấy, 16.5 hơi non một chút anh em nhé. Bởi vì càng của em này nó khá là vừa phải, nó không quá dài. Đấy, cho nên là tay để mà anh em nếu mà thực sự thích em này 16.5 vẫn có thể chơi được. Đấy, còn để mà đẹp nhất thì cứ 17 trở lên cho em là đẹp nhất. Tay càng to càng đẹp anh em nhé. Đây, bản này rất là đẹp. Mặt đen như này anh em mà tay chỉ cần vừa phải thôi, không cần phải quá trắng đâu, là mình đeo nó sẽ rất là nổi. Những riêng những chiếc mà mặt đen ấy thì ưu điểm của nó là nó sẽ rất là nổi và rất là khỏe. Nó cá tính, nó khỏe hơn là những bản mặt trắng. Mặt trắng thì được cái là nó sẽ dễ đeo. Đấy, dễ đeo, dễ sử dụng, dễ lên tay. Tay nào cũng đeo được. Đấy, cái ưu điểm, nhược điểm của mỗi chiếc như vậy. Đây là cái bản dây da anh em nhé. Dây da còn zin nguyên bản này, gần như mới luôn này, dây còn rất là mới này. Đấy. Máy móc như nhau rồi, không có gì để nói cả. Đấy, còn tình trạng thì độ mới em đánh giá thì tương đương nhau. Đấy. Độ mới hai chiếc này không khác gì cả, hai chiếc đều còn rất là mới này, anh em nhìn kỹ nhé. Tình trạng chưa hề spa đánh bóng gì cả. Còn nguyên bản hết 100%. Đấy. Mới thực sự. Thậm chí còn chưa kể cả mở máy luôn anh em nhé. Máy còn nguyên bản chưa mở luôn. Đây. Nếu như mà anh em sợ to ấy thì mình đeo những bản dây da này này thì nó sẽ gọn hơn nha. Dây da này sẽ gọn hơn dây thép khá là nhiều. Đấy, đẹp thực sự. Thiết kế này nó rất là đẹp, cũng khỏe. Đấy, AR vẫn còn nguyên hết anh em nhé, AR này, AR xanh này. Em sẽ cầm lên cả hai chiếc để cho anh em cùng ngắm nhé. Đấy, chiếc dây da thì bên em đang giao lưu 81 triệu, còn chiếc dây thép là 84 triệu anh em nhé. Giá rất là hợp lý ở cái thời điểm hiện tại cho một cái cặp mà nó line new, nó tình trạng còn rất là mới như thế này. Thực sự là tiết kiệm rất là nhiều so với việc mà anh em phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để mua new nhé. Đấy, thì mình chơi những bản như này nó không khác gì hàng new cả.
mà nó được sở hữu một cái mức giá rất là tốt. Đây em đang trên tay chiếc Zeekr, tay xấp xỉ 16.5 nha anh em, khá là ok, tương đối ổn. Đấy, vẫn có thể chấp nhận được. Vâng, thì em đang sẵn cả cặp này tại cửa hàng nha. Cái này em mới về sáng nay thôi. Đấy, và tối nay em sẽ up lên video cho anh em. Đồng hồ đang có sẵn tại cửa hàng, địa chỉ là 45 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh em ở gần có thể qua lên tay gấm thử trực tiếp. Ngoài hai mẫu này ra, bên em còn rất là nhiều mẫu Omega khác, thậm chí là cả thương hiệu khác nữa. Đấy, thì anh em quan tâm tới mẫu nào có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline của em. Số của em là 089 88 88 993. Đấy, em cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo.